cảm đi giác nó qua cầm cảm giác nó bị hơi bị cần tay. hơi cấn tay. Con này là chạy chip Snapdragon 680 à 685 695. Ui gì đấy, Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Review rồi này hỏng rồi chứ rồi. ghi 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 vào tờ đấy không. Sao phải ghi em. Nó đẹp nhỉ. Chào mừng em đến với nhà của bạn anh. Sao anh ở đây à? Ồ bạn anh sống đâu chả được. Thoải mái đi. Đấy, ok thì là xong rồi. Cái chuyện này thì đi mở ra kia đi. Đấy, không cần. Em không review về đấy nữa, em chỉ đăng lên YouTube của em thôi. Chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Cục sạc này có công suất là 40W các bạn nhé. Đây. 10A à 4A 10V. Đó, lại được. USB được các bạn ạ. Ô con này có ốp không anh nhỉ? Có ốp. Xin có ốp có đấy. Em được cười xem cho bạn không? Ui. À, anh nhớ lắp ốp này đâu? Nhớ lắp ốp nào? Cầm 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 sợi dây anh nhỉ? Anh nhỉ? Anh nhớ nhỉ? Cảm giác nó cả giác bè bè bên cạnh ấy. Ừ, tao ốp vào là đỡ 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 sợ rơi. Ừ. Đó. Mà mới phải dán đấy. Màn hình là nó là dán từ trước rồi mà. Dán hôm trước rồi. Hầu như mấy cầm, anh cầm chắc tay hơn rồi đấy. À, cầm này. Dạ, nó không bị trơn đấy. Ơ cầm cả lắp cam cũng sao sao hết đấy. Tuyệt vời luôn. Con này thì tần số quét 120Hz. Tốc làm tươi này. À có 60 à? À đấy. Tự động rồi 60. Cao này xong là 60 120, 120 đấy. Ừ. Vậy 60 thôi là tiếp tiếp được pin. À. Không 90. Mà chip thì hơi đuối một tí. Con này mà được đầu 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 8 thì ngon. Ok. Chip đầu 8 thì lại không có giá này, màn hình đã cong rồi. Con này đang có giá là 7.990.000. Sắp về. Tặng một tai nghe Airbus X5. Ui tặng luôn gói SD 135 này.